Chào các em, chào tất cả những người bạn đồng hành cùng kênh Tiểu học VN. Các bạn đang hỏi thầy giáo là thầy ơi, thầy tên là gì? Thầy xin trả lời nha. Tên của thầy là Tiểu học VN, tức là Tiểu học Việt Nam, Tiểu học VN. Đúng rồi. Và hôm nay thầy lại cùng các em học tiết toán 5, trang 134, bài luyện tập số đo thời gian. Chúng ta bắt đầu vào học nhé. Nào, hãy cùng thầy cùng ôn bài cũ. Buổi hôm trước chúng ta học về phép trừ hai số đo thời gian. Chúng ta có bài tập như sau: thực hiện phép tính sau: 23 phút 25 giây trừ 15 phút 12 giây. Và phép tính thứ hai: 13 năm 2 tháng trừ 8 năm 6 tháng. Vậy muốn thực hiện được hai phép trừ này thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đặt tính. Đặt tính phép tính thứ nhất được bằng kết quả là 8 phút 13 giây. Và đặt tính phép tính thứ hai thì các em có kết quả bằng bao nhiêu các em nhỉ? Và chúng ta sẽ bằng là 4 năm 8 tháng. Và hãy cùng thầy nhớ lại cách làm này nhé. 13 năm 2 tháng trừ 8 năm 6 tháng. Vì 2 tháng không trừ được cho 6 tháng, ta phải mượn 1 năm. Ta đổi 1 năm bằng 12 tháng, cộng với 2 tháng nữa thì bằng 14 tháng. Vậy 12 năm 14 tháng chính là 13 năm 2 tháng. Thế thì ta mới trừ được. Và ta trừ cho 8 năm 6 tháng. Lấy 14 tháng trừ 6 tháng bằng 8 tháng. Lấy 12 năm trừ 8 năm bằng 4 năm. Vậy 13 năm 2 tháng trừ đi 8 năm 6 tháng và có kết quả bằng 4 năm 8 tháng. Đúng không các em nhỉ? À, thầy tin rằng tất cả các bạn ngồi trước màn hình đang có kết quả đúng như thầy và đồng ý với cách làm của thầy. Các em đồng ý không nào? Ồ, đồng ý chứ. Và chúng ta sẽ thực hiện bài học ngày hôm nay. Bài luyện tập trừ số đo thời gian. Nội dung bài học này cần phải đặt những gì? Bài luyện tập trang 134, tiết 125 và tuần 25 toán 5 thì các em củng cố cách gì? Cách chuyển đổi đơn vị đo thời gian cho các học ở bảng đơn vị thời gian. Luyện tập cách thực hiện phép cộng, phép trừ hai phân số sai số đo thời gian và vận dụng để giải các bài toán đơn giản có nội dung thực tế. Sau đó, các em làm tốt các bài tập đạt chuẩn kiến thức kỹ năng ở bài 1, bài 2, bài 3 trong sách giáo khoa ở trang 134. Thầy cùng các em hãy lần lượt làm từng bài một nhé. Bắt đầu tiên là bài 1, toán 5, trang 134 có nội dung như sau: viết số vào chỗ chấm. Người ta bảo viết số vào chỗ chấm thì các bạn sẽ làm thế nào? Có hai phần, đây là phần A và đây là phần B. Vậy chúng ta hãy làm như này. Hãy dừng màn hình để làm bài này. Các em có nhớ không? 12 ngày thì bằng bao nhiêu giờ? Các em sẽ làm thế nào? Ta có câu đầu tiên: 1 ngày bằng 24 giờ. Vậy 12 ngày thì ta phải lấy 12 x 24 thì sẽ có kết quả bằng 288 giờ. Vậy 3,4 ngày ta cũng làm như vậy. Ta lấy 3,4 nhân với 24 thì sẽ bằng là bao nhiêu các em nhỉ? 81,6 giờ. Vậy chúng ta đã chuyển từ ngày ra giờ bằng cách ta nhân cái số ngày với 24 để ra số giờ. Tương tự thế, 4 ngày 12 giờ, đây là hai đơn vị đo, ta đổi từng cái một. Ta đổi 4 ngày ra giờ được bao nhiêu ta cộng với 12 giờ. 4 ngày thì bằng 1 ngày 24 giờ, 4 ngày bằng bao nhiêu giờ, sau đó cộng 12 giờ thì sẽ bằng của chúng ta là 108 giờ. Một ngày có 24 giờ, vậy 1 giờ bằng bao nhiêu phút? Nào, 1 giờ bằng 60 phút, vậy 1 phần 2 của giờ có nghĩa là nửa giờ. Nửa giờ bằng bao nhiêu phút các em nhỉ? À, nửa giờ bằng 30 phút. Vậy ta làm thế nào? Ta lấy 1 phần 2 nhân với 60, hay là lấy 60 chia 2 cũng thế, bằng 30 phút. Vậy cột A chúng ta đã làm xong. Chúng ta chuyển sang cột B, đổi giờ ra phút. Ta nhớ ta lấy số giờ nhân với 60, 1,6 giờ ta nhân với 60 thì sẽ bằng ra số phút, ở đây bằng 96 phút. Vậy 2 giờ 15 phút thì bằng bao nhiêu phút? Ta làm như sau, ta đổi giờ ra phút. 2 giờ thì bằng 120 phút. 120 phút ta cộng với 15 phút nữa bằng 135 phút. Vậy chúng ta đã làm xong câu này. Tương tự thế, ta lại đổi phút ra giây. Đây là số thập phân 2,5 thì ta cũng chỉ muốn đổi phút ra giây, ta chỉ lấy số phút nhân với 60 thì sẽ ra số giây. Vậy nếu 2,5 nhân 60 thì sẽ có kết quả là bằng 150 giây. Tương tự thế, ta đổi 4 phút 25 giây ra giây, ta làm như sau: 1 phút thì bằng 60 giây, 4 phút
thì ta chỉ việc lấy 4 phút nhân với 60 bằng 240. 240 ta cộng với 25 giây thì sẽ ra kết quả bằng 265 giây. Vậy qua bài tập 1, chúng ta đã chuyển đổi các đơn vị đo ngày, giờ, phút, giây. Đúng rồi, muốn làm được bài này thì ta nhớ lại bảng đơn vị đo thời gian chúng ta đã học ở tiết trước và chúng ta làm tốt bài này. Thầy tin rằng chúng ta nắm được bài này. Thầy cùng em chuyển sang nội dung bài 2. Thầy cùng các em chuyển sang nội dung bài tập số 2, toán 5 trang 134. Bài 2 có yêu cầu như sau. Yêu cầu bài 2 là tính. Vậy chúng ta sẽ làm câu đầu tiên. 2 năm 5 tháng cộng với 13 năm 6 tháng. Đây là phép cộng hai số đo thời gian. Muốn thực hiện được, ta nhớ bài trước ta phải đặt tính. Đây là đặt tính. Sao cho đơn vị năm thẳng hàng đơn vị năm, đơn vị tháng thẳng hàng đơn vị tháng. Bây giờ ta cộng lần lượt từ phải qua trái, tức là cộng từ hàng tháng. 5 tháng cộng 6 tháng bằng 11 tháng. 2 năm cộng 13 năm bằng 15 năm. Vậy ta có kết quả bằng 15 năm 11 tháng. Vậy câu A chúng ta đã nhớ lại cách cộng hai số đo thời gian. Sang câu B, 4 ngày 21 giờ cộng với 5 ngày 15 giờ thì ta cũng phải đặt tính như vậy. 4 ngày 21 giờ cộng 5 ngày 15 giờ thì sẽ bằng 21 giờ cộng 15 giờ bằng 36 giờ. 4 ngày cộng 5 ngày bằng 9 ngày. Vậy 4 ngày 21 giờ cộng 5 ngày 15 giờ bằng 9 ngày 36 giờ. Chúng ta đã làm xong câu B. Dễ không phải các bạn? Chúng ta lại chuyển câu C nhé. 13 giờ 34 phút cộng với 6 giờ 35 phút. Ta sẽ đặt tính 13 giờ 34 phút cộng với 6 giờ 35 phút. Phút cộng phút bằng phút. Ở chỗ này ta hạ phút xuống đây. 4 cộng 5 bằng 9, viết 9. 3 cộng 3 bằng 6, vậy bằng 69. 69, 13 giờ cộng 6 giờ bằng 19 giờ. Các bạn thấy rằng là 19 giờ 69 phút là đơn vị lớn hơn thực tế thường dùng. Vậy đơn vị thực tế thường dùng là chỉ dưới là 60 phút. Đúng không? Ở đây 69 phút thì lớn hơn. Ta có thể viết chuyển đổi thành như sau. 1 giờ thì bằng 60 phút, 69 phút thì chính bằng là 1 giờ và 9 phút. Thì 1 giờ cộng thêm 19 giờ thì sẽ bằng 20 giờ 9 phút. Vậy 13 giờ 34 phút cộng với 6 giờ 35 phút bằng 19 giờ 69 phút hay là bằng 20 giờ 9 phút. Vậy bài số 2, câu A chúng ta có kết quả bằng 15 năm 11 tháng. Phép cộng B chúng ta có kết quả bằng 10 ngày 12 giờ. Và phép cộng C chúng ta có kết quả bằng 20 giờ 9 phút. Vậy muốn cộng hai số đo thời gian ta làm thế nào? Muốn cộng hai số đo thời gian, bước 1 ta đặt tính sao cho các đơn vị cùng loại thẳng cột với nhau. Sau đó ta cộng như cộng các số tự nhiên theo từng loại đơn vị và giữ nguyên tên đơn vị ở từng cột. Rồi nếu kết quả có số đo ở đơn vị nhỏ hơn hoặc bằng một đơn vị lớn hơn liền kề, ta cần đổi sang đơn vị lớn hơn đó. Và đó là nội dung bài tập số 2. Chúng ta ôn về cộng hai số đo thời gian. Thầy cùng các em chuyển sang nội dung bài tập số 3. Bài tập số 3 toán 5 trang 134 yêu cầu các bạn như sau. Thứ nhất là chúng ta có câu đầu tiên 4 năm 3 tháng trừ đi 2 năm 8 tháng. Bây giờ chúng ta thực hiện trừ từ phải qua trái. Ta lấy 3 tháng trừ 8 tháng. Ồ, ta thấy rằng 3 tháng nhỏ hơn 5 tháng không trừ được. Thì ta phải mượn 1 năm. 1 năm bằng 12 tháng cộng với 3 tháng nữa bằng 15 tháng. Khi mượn 1 thì chúng ta chỉ còn cái này còn 3 thôi. Vậy ta có 3 năm 15 tháng trừ đi 2 năm 8 tháng. Ta đổi thành như thế. Bây giờ ta thấy cho phép trừ này dễ dàng trừ rồi. Ta lấy 15 tháng trừ 8 tháng bằng 7 tháng. 3 năm trừ 2 năm còn 1 năm. Vậy kết quả của chúng ta còn 1 năm 7 tháng. Đó chính là nội dung câu A. Sang câu B. Câu B, 15 ngày 6 giờ trừ đi 10 ngày 12 giờ. Ta cũng phải đặt tính. Và cũng xuất hiện trường hợp 6 giờ không trừ được cho 12 giờ. Thì ta phải mượn 1 ngày này. 1 ngày bằng bao nhiêu giờ các em? 1 ngày bằng 24 giờ. 24 giờ mới có 6 giờ rồi thì bằng bao nhiêu? À bằng 30 giờ. Thế 15 ngày mượn đi 1 rồi thì còn bao nhiêu?
còn 14 các em nhỉ. Vậy chúng ta có thể đổi thành 14 ngày 30 giờ trừ đi 10 ngày 12 giờ. Ta lấy 30 giờ trừ 12 giờ còn lại 18 giờ. Và 14 ngày trừ đi 10 ngày còn 4 ngày. Vậy kết quả chúng ta bằng 4 ngày 18 giờ. Câu B chúng ta đã làm xong. Chúng ta chuyển câu C nào. 13 giờ 23 phút trừ đi 5 giờ 45 phút. Các em cũng phải đặt tính. Ta lấy 13 giờ 23 phút là số bị trừ phía trước, 5 giờ 45 phút là số trừ phía sau, sao cho các đơn vị thẳng cột với nhau. Ta thấy 23 này không trừ được cho 45, 23 phút này không trừ cho 45, em phải mượn 1 giờ. 1 giờ bằng bao nhiêu phút các em? 1 giờ bằng 60 phút. 60 phút em cộng với 23 phút nữa thì bằng 83 phút. Khi mượn có 13 giờ rồi, mượn đi 1 rồi thì chúng ta sẽ còn bao nhiêu? Còn 12 giờ. Vậy chúng ta sẽ đổi phép trừ này thành phép trừ mới. 12 giờ 83 phút trừ 5 giờ 45 phút. 12 giờ 83 phút chính là 13 giờ 23 phút. Bây giờ ta trừ bình thường như phép trừ chúng ta đã được học. Ta lấy 83 phút trừ 45 phút thì sẽ bằng 13 trừ 5 thì còn là 8. Thêm 1 vào đây, 4 thêm 1 là 5. 8 trừ 5 còn 3, bằng 38 phút. Và 12 giờ trừ 5 giờ bằng 7 giờ. Vậy chúng ta sẽ có kết quả 7 giờ 38 phút. Đúng chưa các em nhỉ? Vậy qua 3 cái ví dụ chúng ta vừa đặt tính này, ta có thể tổng kết lại. Phép trừ 4 năm 3 tháng trừ 2 năm 8 tháng thì bằng 1 năm 7 tháng. Phép trừ 15 ngày 6 giờ trừ 10 giờ 10 ngày 12 giờ thì sẽ bằng 4 ngày 18 giờ. Và phép trừ 13 giờ 23 phút trừ 5 giờ 45 phút thì sẽ bằng 7 giờ 38 phút. Thông qua 3 câu ôn như thế này thì mỗi câu một dạng thì chúng ta hãy nhớ lại, muốn trừ số đo thời gian ta làm thế nào? Muốn trừ số đo thời gian ta phải làm như sau. Bước 1, sắp số đo theo từng loại, sắp tức là đặt tính đấy, đơn vị thẳng cột với nhau. Thứ hai, trừ riêng theo từng loại đơn vị. Thứ ba, nếu đơn vị ở số bị trừ bé hơn ở số trừ thì ta thực hiện phép đổi. Và chúng ta chuyển sang phần trò chơi, đội nào thắng cuộc. Các bạn sẽ cùng thầy thông qua bài tập số 4, toán 5, trang 134. Các em hãy lắng nghe thầy đọc yêu cầu. Năm 1492, nhà thám hiểm Christopher Colombo phát hiện ra châu Mỹ. Năm 1961, Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm? Các bạn hãy quan sát trên màn hình. Đây là chân dung của nhà thám hiểm châu Mỹ Christopher Colombo. Ông đã phát hiện ra châu Mỹ và mở ra một chân trời mới về các đoàn thám hiểm. Và đây là hình ảnh chân dung nhà du hành vũ trụ Nga Yuri Gagarin. Và chúng ta sẽ có yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là năm 1492 thì ông Christopher Colombo đã phát hiện ra châu Mỹ. Một sự kiện vào thời điểm thứ hai, năm 1961 thì Yuri Gagarin đã là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Người ta hỏi cái gì? Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm. Để làm được bài toán này thì các em chỉ việc lấy cái năm có số to, các em trừ đi năm có số nhỏ này. Đấy thì chúng ta sẽ biết được ra cái khoảng cách là bao nhiêu năm. Vậy ta có bài giải như sau. Bài giải: hai sự kiện trên cách nhau số thời gian là, các bạn lấy 1961 trừ đi 1492 bằng 469 năm. Đưa áp số 469 năm. Và đấy là kết quả của bài toán. Các em ạ, thông qua 4 bài tập thì chúng ta đã học được gì qua tiết luyện tập tiết 125 trang 134 toán năm này? Các em luyện về cách chuyển đổi đơn vị đo thời gian, các em luyện tập về cách cộng và cách trừ hai số đo thời gian, các em biết vận dụng để giải một bài toán đơn thời gian một dạng niên đơn giản, và các em đã chuẩn bị bài nhân số đo thời gian với một số. Bài học hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Các em hãy vào trang http://tiểuhocvn.info để có những bài giảng toán tiểu học hay nhất. Nếu các em muốn xem tiếp bài giảng tiếp theo của thầy, hãy nhấn vào đây. Đúng rồi. Và các em hãy đăng ký làm thành viên. Chúc các em có một buổi học vui vẻ. Chào thân ái các em.
hẹn gặp lại các em ở bài học lần sau.